một cái câu hỏi của một bạn đã gửi về cho chương trình, đó là bạn đã làm xét nghiệm ở tuần thứ 35 và bạn ấy mới biết mình bị HIV. Thực ra là chúng tôi cũng rất là cảm thông, bởi vì bạn cũng có chia sẻ là đây là một điều không may mắn đối với bạn, chứ không phải là bạn có một cái quan hệ gì gọi là để cho dẫn đến cái bệnh này cả. Vậy thì bác sĩ có thể cho bạn những lời khuyên làm thế nào để bạn có thể bảo vệ được em bé mà khi sinh ra em bé không bị mắc bệnh HIV không ạ? Thực ra thì nói thật, cho đến bây giờ thì HIV, cũng nói thật với bạn là với bác sĩ chúng tôi ý, thì HIV nó chỉ là bệnh như chuyện bình thường thôi. Nhưng với xã hội thì là cái vấn đề mà chúng tôi rất thông cảm, với xã hội thì người ta vẫn chưa hiểu HIV là cái gì. Nhưng thực ra cũng nói thật với các bạn là HIV có chết người đâu. Các nhiều bệnh còn chết hơn nhiều, mà tim mạch người chết đầu chết người nhiều người nhất đấy. Chứ không phải là HIV, bạn đừng có quá lo lắng. Thế nhưng mà còn HIV khi mang thai, nếu bạn phát hiện sớm thì người ta dùng thuốc dự phòng lây truyền cho con từ khi mang thai. Thế còn nếu mà bây giờ bạn phát hiện khi bạn 35 tuần thì cũng không dùng thuốc, thì người ta sẽ cho bạn dùng, cho em bé dùng thuốc, các biện pháp để dự phòng khi em khi khi bạn đi sinh con. Mà bệnh viện phụ sản Hà Nội có một khoa gọi là khoa C329, là khoa truyền nhiễm ấy. Khoa đấy người ta sẽ có tất cả các chương trình về phòng chống HIV đặt tại cái khoa C3 đấy. Bạn yên tâm đi, nếu bạn đẻ tại đấy bạn sẽ được, có nghĩa là thực hiện đúng quy chuẩn sinh như thế nào, sau em bé tắm như thế nào, được dùng thuốc như nào để dự phòng lây nhiễm cho con, nên bạn đừng quá lo lắng. Mà tôi thì tôi nghĩ là một trong những cái mà bây giờ 35 tuần rồi mà bị như thế thì riêng cái đầu bạn phải suy nghĩ nó đã quá lớn rồi đấy. Cái đấy mới là cái tôi lo lắng, chứ không phải tôi không, tôi lại không lo lắng cái chuyện là em bé lây nhiễm bao nhiêu, mà cái tôi lo lắng là 35 tuần mà gặp một cái đại họa như thế này ấy, thì cái đấy mới là cái mà ảnh hưởng lớn nhất đến bản thân bạn và con. Nhưng mà thực ra ấy, thì cái gì nó xảy ra nó đều có hai mặt cả, nó có mặt tốt nó cũng đều có mặt xấu. Nên tôi nghĩ là cái việc quan trọng nhất bây giờ là bạn nói đúng đấy, bạn phải bảo vệ cho con bạn không mắc bệnh. Bảo vệ bằng cách nào? Bản thân bạn phải hiểu về căn bệnh này, bạn tìm hiểu đi, tìm hiểu căn bệnh này, và bạn khi bạn sinh thì bạn đến bệnh viện phụ sản Hà Nội, bạn sinh đúng ở cái khoa đấy, và bạn sẽ được chăm sóc, con bạn sẽ chăm sóc tốt nhất để giảm thiểu tối đa cái chuyện là lây nhiễm từ mẹ sang con.